cung cấp sản phẩm giá rất là hợp lý cho các bác, cho nên là lượng hàng tiêu thụ rất là nhanh các bác nhé, hàng về rất nhiều. Đấy, mẫu air cooler là NN45. Vâng, cửa hàng Khánh Thành xin kính chào bác. Hôm nay cửa hàng sẽ giới thiệu nhanh cho các bác mẫu quạt điều hòa air cooler L45, NN45 các bác nhé. Đấy, rất là to, đẹp luôn, hoành tráng luôn. Mà giá lại rất là mềm. Đấy, các anh cung cấp sản phẩm giá rất là hợp lý cho các bác, cho nên là lượng hàng tiêu thụ rất là nhanh các bác nhé, hàng về rất nhiều. Đấy, mẫu air cooler NN45, rộng 62 cm, cao 90 cm các bác nhé, lắp cả chân đế vào thì tầm 95 cm. Quạt này rất là to, tuy không cao nhưng mà rất là to. Đấy, các bác nhìn này, rất là đẹp luôn. Vành 12 tháng luôn các bác nhé. Khách hàng đang vội nên là giới thiệu nhanh cho các bác ngăn chứa nước đây. Khi mà kết hợp giữa đá khô và nước thì nhiệt độ có thể giảm tới tối đa 15 độ các bác nhé. Chứ 10 độ giảm 10 độ thì quá là bình thường. Quạt điều hòa này ngăn đá riêng này. Và trong ngăn nước này cũng có đá khô các bác nhé. Có sẵn đá khô rồi. Các bác cho nước vào. Rất là mát luôn. Cái này nặng tận 20 kg các bác nhé. Rất là chất lượng luôn. 20 kg. Giá là 2.500.000 các bác nhé. Rất là mềm mại thôi. Đấy, quy tắc mua hàng thì các bác đọc phần nội dung ở cuối video nhé. Khang Đành chuyên cung cấp bán buôn bán lẻ quạt điều hòa các bạn. Những ngày này thì quạt điều hòa rất là chạy luôn. Mẫu này vừa mới về xong. Mẫu này sẽ thay thế cho mẫu CH. Mẫu này thay thế cho mẫu XZ45 các bác nhé. 2.500.000. Quạt này rất là lớn luôn. Rất là mát. Và thử cho các bác này. Các bác mua hàng thì xin vui lòng gọi điện số máy nhân viên bán hàng cửa hàng các anh bên trên màn hình các bác nhé. Giới thiệu nhanh cho các bác thôi. Đấy, bên em chuyên phân phối quạt điều hòa rất là nhiều. Quạt này chính hãng bảo hành 12 tháng các bác nhé. Ship hàng trên mọi miền Tổ quốc, giá 2.500.000 chưa bao gồm phí ship. Các bác mua hàng thì vui lòng thanh toán vài trăm tiền ship của bưu điện nha các bác nhé. Các anh bán rất rẻ rồi nên cộng thêm tiền ship nữa về tận nhà các bác thì vẫn là rất là rẻ các bác nhé. Một chiếc quạt rất đáng để sử dụng những ngày hè nóng nực như này. Quạt bình thường không phát huy được tác dụng nữa, quạt chỉ thổi ra hơi nóng thôi. Thì các bác dùng quạt điều hòa này quá là tuyệt vời luôn. Đấy, rất mạnh luôn. 2.500.000 các bác nhé. Xin cảm ơn các bác.